bỏ đi nghe chưa? Anh có biết á là tôi đã đau lòng như thế nào khi biết anh bị mất em gái không hả? Tôi đã cố gắng hết sức đối xử tốt với anh giống như là anh trai vậy đó. Vậy mà anh còn bày trò với tôi kiểu đó, đúng là đồ khùng mà. Anh lại giả điên cái gì nữa vậy hả? À, hay là anh chỉ coi lời nói của tôi là... Thì ra là vậy. Thì ra thì vô cái gì? Nè, bỏ cái trò đó đi nghe chưa? Annabelle này, anh nghĩ anh thích em thật rồi. Anh nói gì vậy? Lúc em nói sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho Nam Phong, chẳng hiểu sao anh cảm thấy không thích. Anh lo khi em nói hết mọi chuyện thì hai người sẽ đến với nhau. Suốt ngày anh chỉ nghĩ về em, nghĩ hoài, anh không thể chịu đựng được. Anh có thể hiểu tại sao rồi. Annabelle này, anh thích em, thích thật đấy. Anh wow, hey, anh lại đang tính lừa tôi nữa đúng không? Mặc dù là tôi cũng suýt bị anh lừa đó, nhưng mà bây giờ tôi thông minh lắm rồi, không dễ dàng lừa được tôi nữa đâu. Lừa gì mà lừa hả? Anh nói thật, anh thích em. Thiệt cái gì mà thiệt? Anh có tin á là tôi đá vô đây là một cái không hả? Đừng có bày trò kiểu đó nữa nha. Tại sao cứ lôi chuyện tình cảm ra làm trò đùa vậy hả? Bỏ đi nghe chứ, đồ khùng. Tại sao em lại không tin anh nghe chứ? Im đi. Thì cái đầu lâu của anh á, anh còn đem cái chuyện này ra để đùa giỡn nữa hả? Là cắt đứt. Không anh em bạn bè gì hết, nghe rõ chưa? Anh thích em. Sao em làm gì cũng đáng yêu thế hả anh em? Anh Chi ơi.